Vâng, xin chào toàn thể các đồng chí và các bạn. Thời gian qua rất nhiều tranh luận liên quan đến về mức lương của quân nhân quá thấp trong khi thời gian làm việc thì quá nhiều, 24 giờ trong quân đội. Đấy, rồi là một số tranh luận đến mức lương tối thiểu vùng. Đấy, một số tranh luận và ngày nay chúng tôi sẽ chia sẻ liên quan đến chương trình sau nhập ngũ mà được rất nhiều bạn quan tâm. Vậy thì cái mức lương của các đồng chí quân nhân của chúng ta như nào? Đấy, dưới 10 triệu. Ví dụ chúng tôi muốn tập trung vào Phạm Huy Hùng, Phạm Quang Khải hay là đồng chí Mũ Trường Long để chúng ta chia sẻ hơn, chúng ta thêm hiểu hơn về lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam. Những ai là hậu phương quân đội thì mới hiểu được những vất vả khó khăn của quân đội, và những người trong cuộc thì mới hiểu được những vất vả. Có những quân nhân là 2-3 năm chưa được về nhà ở Trường Sa, Hoàng Sa, bố mẹ mất thì cũng phải hàng tháng trời mới về được, bởi vì nếu mà gặp vào mùa mưa lũ, mưa bão rất là khó. Và chúng tôi sẽ chia sẻ ngày hôm nay nhanh để chúng ta thêm hiểu về những cái khó khăn, mất mát của lực lượng quân đội, để chúng ta thêm tin yêu vào những cái lực lượng của chúng ta, đặc biệt là đảng chúng ta đang xây dựng một cái quân đội cách mạng chính quy tiến thẳng lên đại. Chúng ta để có cái quân đội mạnh, chúng ta bảo vệ, giữ vững chủ quyền độc lập của đất nước. Xin mời mọi người chú ý theo dõi. Nội dung chúng tôi sẽ chia sẻ thật nhanh đến toàn thể chúng ta trên hai nghĩa là ma lớn, là một lớn và nội dung hai lớn thật nhanh về những cái tranh luận trong thời gian gần đây, đặc biệt là liên quan mức lương. Đấy, đầu tiên chúng ta phải hiểu cái quân nhân tham gia nhập ngũ. Chương trình sau nhập ngũ là một chương trình thực tế của quân đội, cũng giống như chương trình chúng tôi là nhân sĩ, chúng tôi là chiến sĩ, thì chương trình sau nhập ngũ là để cho những đồng chí là những cái người quân nhân bên ngoài, gọi là những người công dân bên ngoài, không phải là quân nhân đâu, thực hiện một trong một thời gian ngắn là quân nhân, để thực hiện hơn và truyền bá cái hình ảnh của quân đội chúng ta đến sâu hơn đến nhân dân, để chúng ta thêm tin yêu quân đội và gắn kết, chỗ giống như câu nói mà quân dân như cá với nước. Và quân nhân tham gia quân đội chúng ta phải hiểu này, thực ta gắn kết với gia đình thì có ba lực lượng quân nhân là ông công tác ở những khu vực cực kỳ hẻo lánh, ví dụ Trường Sa, Hoàng Sa hay nhà giàn JK, rất ít khi được về thăm gia đình. Rồi là quân nhân không ở nhà khu vực Trường Sa, Hoàng Sa nhưng ở xa nhà, khu vực biên giới hải đảo, ví dụ như một số người ở miền Bắc nhưng công tác ở miền Nam, cũng một năm về nhà có 2 lần, thậm chí là 1 lần hoặc là cùng lắm là 3 lần, rất ít lần, rất ít về thăm nhà, rất vất vả. Quân nhân may mắn hơn, tức là 1/3 trong số đấy, 1/3 được công tác gần nhà thì là may mắn hơn, số ít thì được công tác gần nhà. Như vậy đều là rất vất vả, rất ít được về nhà. Chỉ những quân nhân may mắn được gần nhà thì cũng thỉnh thoảng được về nhà. Như vậy chúng ta có thể thấy là cái sự vất vả là có ở đây. Những cái quân nhân cống hiến vất vả như này, nhưng mà thực tế những quân nhân mà thành đạt lên con đường binh nghiệp, tức là lên được đại tá hoặc lên tướng, thì là chỉ có khoảng 1/10 thôi, thậm chí là lên được tướng khoảng 1/100 thôi. Thì chúng ta hiểu là không phải ai cũng thành đạt, mặc dù rất là vất vả, cống hiến rất nhiều. Bởi vì chúng ta biết rồi, so bó đối chọn cột cờ, những ai mà giỏi thực sự, cố gắng nhiều và thậm chí là phải có cái sự may mắn nữa thì mới thật sự thành đạt trong 10 người, trong 100 người. Những vất vả như thế, những thiếu thốn là như thế, nhưng mà những quân nhân thì mức lương hiện tại, hệ số của đội tuy khá là cao so với ngành khác, tuy nhiên những cái đóng góp vất vả rất là nhiều. Ít được về nhà, chúng tôi đã nói ở đây, lễ Tết đa phần là phải trực. Đấy. Ví dụ như tôi đây thì 4 năm Tết chúng tôi mới được về nhà một Tết. Đấy, rất là ít mọi người ạ. Và chúng tôi muốn chia sẻ trọng tâm đây là mức lương của Thượng úy Mũ Trường Long hay Phạm Quang Khải hay Phạm Huy Hùng. Ví dụ đồng chí Phạm Quang Khải, đồng chí Phạm Huy Hùng hay là Mũ Trường Long, chúng tôi đã có video chia sẻ rồi. Nhưng mà hai đồng chí đang tham gia đội ngũ 2020 đây, đồng chí Phạm Quang Khải, đồng chí Phạm Huy Hùng thì lương trừ tiền ăn rồi đều, xin lỗi mọi người, là bé hơn 10 triệu. Đấy, bé hơn 10 triệu. Trong khi công tác của quân đội phục vụ là gần 10 năm rồi, thậm chí là hơn 10 năm. Đồng chí Mũ Trường Long là sĩ quan đặc công nên là mức lương còn cao hơn một tí, thì có thể hiện nay là đồng chí Mũ Trường Long đã lên đại úy rồi thì còn trên 10 triệu. Còn các đồng chí khác đa phần sĩ quan ở lục quân ở Việt Nam thì đa phần đều là bé hơn 10 triệu nếu như quân hàm dưới đại úy, từ đại úy trở xuống. Đấy là còn nói xét về sĩ quan. Còn quân nhân chuyên nghiệp, nếu mà quân nhân chuyên nghiệp thì còn dưới 8 triệu mọi người. Đấy, trong cái thời gian công tác rất là nhiều. Chúng tôi muốn chia sẻ nhanh để chúng ta cùng nắm, cùng hiểu rằng lực lượng quân đội nhân dân Việt Nam chúng ta thì rất là vất vả để gìn giữ cái nền hòa bình độc lập dân tộc như hiện nay. Cho nên là chúng ta hãy tin yêu, hãy ủng hộ đảng nhà nước, những người quân nhân chúng ta. Đâu đó ở một số cá nhân vẫn có những đồng chí này, đồng chí nọ làm chúng ta không hài lòng. Nhưng mà chúng ta hiểu rằng mặt bằng chung của quân đội luôn luôn phấn đấu xứng danh bộ đội Cụ Hồ. Đấy, tiêu chuẩn của một người quân nhân cách mạng. Đấy là những cái mà chúng tôi rất là muốn tâm huyết, muốn chia sẻ mọi người. Cuối cùng cho tôi gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể chúng ta. Cảm ơn tất cả chúng ta đã theo dõi video này.
Xin chào tất cả mọi người.